Xin ơi, chào tất cả các bác và anh em. Trước khi gửi chiếc van số Vatasa V8 Pro về cho chúng em Đồng Nai sử dụng thì em thử 10 chế độ mic ở trên chiếc van số này. Và các bác anh em thấy được rằng là khi làm van số thì em vẫn chia sẻ các bác anh em ấy là dùng effect để thúc đẩy vấn đề âm sắc. Cho nên là cái dòng van số này là một cái dòng van số mà chất âm tự nhiên của nó khá là sáng. Cho nên rằng là cái giải quay dơ của phần mic đây các bác thấy rằng là giảm nhiều nhá. Phần main này cũng giảm này, nhưng mà chất âm thì nó vẫn sáng, bởi vì chúng ta là dùng cái effect để thúc đẩy âm sắc. Ở đây là một cái vấn đề cơ bản ở trên van số, tức là dùng effect để thúc đẩy âm sắc. Bởi vì là nhiều khi chúng ta tăng ở cái giải cao này, chưa chắc như vậy nó đã sáng âm nhé. Và cái dòng van số này là dòng van số sáng âm sẵn rồi, cho nên rằng là thậm chí còn giảm mà nó vẫn sáng. Và một vấn đề nữa là đầu ra ở trên các cổng này. Nó có liên quan đến chất âm nhá. Đầu ra các cổng trên van số này nó liên quan đến chất âm của một chiếc van số. Không phải là như vậy là đầu ra này chúng ta để cân bằng mà nó đẹp âm đâu, mà nó còn liên quan đến cái độ lớn trên đầu ra của từng chiếc van số nhá. Thì bây giờ là sẽ thử này. Đây là chế độ đầu tiên này. Các bác sẽ thấy được cái giải quay dơ nhá. Đây là chế độ đầu tiên này. 1 1 1 2 2 3 4 5 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ revert này. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bốn bảy mười hai ba năm sáu chín một hai sáu chế độ dễ hát này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ sáng hơn này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ ít nhại này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ nhiều bát nhé. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ nhiều check này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 chế độ chống hú này. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 Và bây giờ mới ví dụ về thay đổi về cái đầu ra nhá. Thay đổi về đầu ra. Bây giờ sẽ ví dụ thay đổi cái đầu ra ở trên vang số này. Bây giờ cổng main nhá, đang để là 6 nhá. 1 2 6 1 2 6 6 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 cái này là âm 2 này. 1 2 6 6 6 6 6 6 cổng số giao là 0 này. 1 1 6 6 6
26. Thì ở đây nó cũng là một cái phương pháp khi mà làm vang số, đối với những dòng vang số mà nó sáng âm sẵn ấy, thì mặc dù là giải quay dơ giảm nhưng mà chất âm nó vẫn là sáng. Đấy là một cái vấn đề cơ bản là chúng ta làm effect tốt thì nó sẽ thúc đẩy được cái phần âm sắc lên.